Xin chào các bác, em bên Đồ Đồng Đại Bái đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác, đây là bộ ba sông Trầm độc lạ và hiếm. Cái mẫu sông Trầm này các bác mà để lên bàn làm việc hay là bàn phòng khách thì nhìn sẽ rất là chất, rất là sang trọng, mà nó sẽ có một khí chất riêng. Đây các bác nhìn này, đảm bảo là hàng này sẽ là hàng hiếm, không phải là các bác muốn mua là có đâu. Hàng này là các bác phải đặt đấy. Hàng này hàng chất lắm. Đây là sông Trầm nắp công. Nắp con công ấy, các bác nhìn này đấy. Nắp con công, đây là con công. Đấy các bác xem họa tiết này. Rất là chất và rất là hiếm. Đấy. Các bác mà để cả ba chiếc sông Trầm này lên bàn thì đúng là quá đẹp luôn. Và các bác có thể lấy thêm trầm để các bác đốt lên nữa cũng rất là thơm. Đây là sông Trầm nắp công. Nắp công, đây các bác xem ở dưới này. Chân của nó là ba con nghê đang chống lên. Đấy, ba con nghê đang chống lên. Và bên cạnh đây là sông Trầm nắp ngọc. Đây các bác xem sông Trầm nắp ngọc này. Đấy, sông Trầm nắp ngọc. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bác xem các họa tiết. Đây em quay gần cho các bác xem đấy, rất là đẹp. Đấy, em mở nắp ra cho các bác xem này. Đấy. Đây, nắp là có viên ngọc ở trên đầu. Đấy các bác xem. Và cũng là song long chồng mặt nguyệt luôn nha các bác. Sông Trầm này có họa tiết song long chồng mặt nguyệt. Và chân cũng là chân lân. Đảm bảo là hàng hiếm. Và sản phẩm bên em là đồng thau. Đây là đồng thau loại chuẩn luôn. Các bác nhận hàng cứ đúng đồng thau, cứ đúng mẫu video của em các bác mới lấy. Và sản phẩm bên em là chất lượng đồng thau, bảo hành trọn đời. Bên em kèm phiếu bảo hành trọn đời cho các bác nếu các bác sở hữu những sản phẩm của em. Đấy. Đây là sông Trầm. Mẫu sông Trầm mini nhỏ. Đây các bác xem con rồng. Rất là kỹ đến từng sợi lông. Từng sợi lông, sợi váy của con rồng. Đấy, váy rồng. Đấy, rất là đẹp ạ. Ngoài ra bên em còn rất nhiều mẫu sông Trầm khác, nhưng mà hôm nay là em giới thiệu đến các bác. Đây là một bộ ba sông Trầm hiếm em giới thiệu trước. Và em còn rất nhiều mẫu sông Trầm khác. Các bác cứ để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ liên hệ tư vấn với các bác. Hoặc các bác có thể chủ động liên hệ em qua số điện thoại 0836 173 950. Em có cả Zalo và Facebook nha các bác. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.